hết mưa rồi anh em ạ. Hello, Kẻ Chào Vũ Hải xin chào toàn thể anh em trở lại với YouTube cũng như là Kẻ Chào Vũ Hải trong buổi ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì anh em chúng tôi sau một trận mưa dài ngày đằng đẵng từ nửa tháng kéo dài đến nay thì hôm nay thời tiết cũng khá là đẹp, một không khí khá là ổn cho anh em chúng tôi để thực hiện cái chương trình này. Thì một dàn cày phá lâm dàn đại 4 chảo lên cho khách ở Gia Lai, bên em đã đang hoàn thiện và mặc cho em nó một chiếc áo đỏ tươi cuối cùng để chờ đón xuất bến lên đường. Đồng nghĩa với đó thì đi với cái dàn này thì em có một cặp song sinh đây đang chuẩn bị hoàn thiện, dàn này vừa gá xong và anh em đang cố gắng phấn đấu để buổi chiều hôm nay là tổng kết cho hai dàn này vào cùng một chuyến xe lên đường vào với lại anh em Gia Lai. Thì cũng như là mọi lần thôi, em ra những sản phẩm thì em sẽ lên một đoạn clip ngắn ngắn nhỏ nhỏ để giới thiệu cũng như là cho anh em nào có nhu cầu hoặc quan tâm thì nắm được và nắm được và biết đến những sản phẩm bên em để phục vụ cho bà con. Em sẽ đi sâu quay cận cảnh vào cái sản phẩm 4 chảo ngày hôm nay. Khá là tốn sơn. Vắng. Ở đã. Bên em đang sơn một cái dàn cày này thì mất nguyên nó là 7 cân sơn các bạn ạ. Nói thì các bác không tin chứ nước sơn thì quá dày và bóng. Hết bố là cùng sơn. Hết 7 cân sơn. Đây các bác này. Lấy một cái thùng sơn 18 lít này ra. Em mổ ra em sơn đây. Đấy. Qua sang bên này. Rất là tốn sơn.